Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ khoảng chừng là 7 giờ tối giờ Cali. À, bây giờ là ngày 18 tháng 8 còn ở Việt Nam chúng mình đã bước qua ngày thứ sáu là ngày 19 tháng 8 rồi và hôm nay cũng có rất nhiều thông tin thùng chuẩn bị nên mà chia sẻ với các bạn nhưng mà chúng ta đã thấy đó là hiện bây giờ giá của Bitcoin đó đã tiếp tục đi xuống thêm nữa bây giờ mức là 22.743 thì hôm nay tuy là có nhiều cái thông tin nổi bật nhưng mà nếu như nói tới thông tin nào trực tiếp liên quan đến giá cả thì cũng không hẳn đâu và thật ra các bạn thấy được giá đi xuống đó nhưng mà chúng ta nhìn so với cái giá của ngày hôm qua thì các bạn thấy được là BTC đã xuống 2,9%, Ethereum nó thì xuống 2,2%, BNB xuống nhiều hơn, xuống tổng cộng là 4,7%, chúng ta có đồng XRP xuống 4,3%, chúng ta có Cardano xuống nhiều hơn nữa 8%, so là 6% và Dogecoin xuống tới 10% và tính tất cả thị trường đó, thì hôm nay xuống là 3,3%, với phần trăm vốn hóa của BTC đã vẫn với thuận là mức thấp là 38.6%, Ethereum là 19,3% hiện tại. Nhưng mà chúng ta nhìn vào tình hình của chứng khoán Hoa Kỳ nói chung đó, Thật ra hôm nay là một màu xanh Tuy là không xanh lắm nhưng mà chúng ta thấy được là Chỉ số Nasdaq đó đã tăng 0.21% S&P 500 tăng 0.23% Và Dow Jones thì không có sự thay đổi nhiều Nhưng mà chứng khoán xanh crypto hôm nay lại đỏ một chút Pre-market thì bây giờ đó thì tất cả đều đỏ Chúng ta nhìn vào chỉ số Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures Toàn bộ là đỏ một chút Đỏ khoảng chừng là 0.1% mà thôi Còn về... Dầu thì sao? Dầu hôm nay nó để tăng thêm một chút nữa, bây giờ mức là 90 đô cho một thùng dầu con vi vàng. Vàng thì à, ở mức dưới 1800 đô bây giờ là 1768 đô cho một ounce vàng. Và một điều khác chúng ta muốn nhìn đó chính là chỉ số à, SPX như là chỉ số sức mạnh của đồng đô la đó. Đây là chỉ số so sánh đồng đô la với một số những cái đồng lớn như là bảng Anh, đồng Euro, Nhật Bản. Thì chúng ta đang thấy được là sau một thời gian giảm đó từ khoảng chừng là tháng 1 của năm 2022 à, giảm rồi sau đó tăng ngược trở lên một chút nhưng mà từ lúc là tháng 3 đó ngày 29 tây thì đồng đô la đó so với những đồng khác đó chỉ số DXY đã giảm xuống liên tục cho đến thời điểm là tháng 6 nhưng mà một lần nữa chúng ta thấy được là bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 đó thì chỉ số này lại tiếp tục tăng ngược cho lên tuy là vẫn chưa có đạt đỉnh mới vẫn thấp hơn là cái mức cao hồi tháng 3 và đương nhiên thấp hơn mức cao hồi đầu năm nhưng mà vẫn đang xu hướng là tăng lên và thường các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào chứng khoán hay chúng ta nhìn vào crypto đó chúng ta muốn thấy là chỉ số DXY đi, đi xuống chứ không phải đi lên hiện giờ là ngược lại còn nói về thông tin thì hôm nay chúng ta cũng có một số những thông tin nhưng mà cũng không có phải là trực tiếp liên quan đến giá cả như thường đã chia sẻ với các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ nói tới cái thông tin liên quan tới Ripple và XRP tại vì lại có một cuộc đấu đá lẫn nhau ở trên mạng xã hội mà nhiều người đang nói tới hiện bây giờ. Thực ra đó đây là bắt nguồn từ một dòng thuyết. Thì cái dòng thuyết này đó là đầu tiên là bà Thalik Buterin là Common trên cái tweet của David Hoffman nhớ David Hoffman là của một cái podcast có tên là Bankless ở Canada Và cái tweet này của David Hoffman là nói tới một cái sàn giao dịch ở Canada Tony Comoran về cái ứng dụng này Đây là cái ứng dụng có tên là Newton thì ứng dụng này đó là một ứng dụng mà theo tôi hiểu là cho người của Canada có thể là mua bán crypto Nhưng mà đặc biệt đó, ứng dụng này đó chỉ cho phép người dùng ở Canada đó mua bán lên tới con số là 30.000 đô một năm mà thôi Nhưng mà không phải là áp dụng cho tất cả mọi người Thứ nhất đó là những người nào mà sống ở những cái dùng như là BC, Alberta, Manitoba hay là Quebec đó, Thì sẽ không có cần phải đi theo cái con số 30.000 đô này có nghĩa là muốn mua bao nhiêu bán bao nhiêu cũng được và những người mà sống trong những vùng khác đó thì sẽ bị hạn chế mua 30.000 đô mỗi năm mà thôi nếu các bạn bán đó thì các bạn sau khi bán thì có thể là mua lại cái con số đó nhưng mà tối đa chỉ có 30.000 đô một năm mà thôi nhưng mà điều đặc biệt hơn đó là chúng ta thấy bên dưới này họ nói là có bốn cái đồng sẽ không có áp dụng con số tối đa 30.000 đô này bốn đồng đó là bốn đồng nào dựa theo ứng dụng này đó thì bốn đồng đó là bitcoin ethereum litecoin và bitcoin cash thì khá là thú vị tại vì đây là bốn cái đồng mà đầu tiên nhất của Coinbase à, nhưng mà bây giờ đó bốn đồng này đã được áp dụng với lại cái uh, ứng dụng Newton này còn những đồng khác đó thì uh, tất cả đều sẽ bị hạn chế mua lên tới con số 30.000 đô mà thôi có nghĩa là trong đó bao gồm đương nhiên XRP, Solana vân vân thì uh, chúng ta nhìn vào cái thuyết này của bà Thalic đó thì bà Thalic comment về cái sự kiện được chia sẻ bởi David Hoffman rồi sau đó hai bên lại nói chuyện với nhau rồi XRP đó lại là cái đề tài và bà Thalic đó lại nói là XRP đó không có được cái sự hỗ trợ của cộng đồng nữa tại vì trước đây đó trong cái vụ kiện của Ripple với lại SEC Ban quản lý của Hoa Kỳ thì đội pháp lý của XRP đó đã ra một cái quyết định đó là nói là Bitcoin và Ethereum đó là phụ thuộc vào Trung Quốc tại vì phần lớn đào là ở Trung Quốc ở thời điểm đó thì đương nhiên lịch không có đồng ý với cái quan điểm này tại vì uh, tốc độ đào có thể là tập trung ở Trung Quốc thời điểm đó nhưng mà không có nghĩa là Trung Quốc có thể quản lý được mạng lưới của BTC hay là Ethereum cho nên điều này không có đúng. Như là lời uh, chia sẻ của đội pháp lý của Ripple nói là Bitcoin và Ethereum là quản lý bởi Trung Quốc. Đây là cái quan điểm được đi chia sẻ vào tháng 12 năm 2020. tôi sẽ không có nói ai đúng ai sai, thôi chỉ chia sẻ những gì xảy ra với các bạn mà thôi và quan điểm của Thuận về vấn đề này. Và sau đó chúng ta thấy được là bên dưới này đó chúng ta có David Swartz Thì David Swartz là ai? David Swartz chính là CTO, có nghĩa là giám đốc công nghệ của Ripple Cũng đã phản ánh lại ngày hôm qua với lại cái dòng thuyết và lập luận của giám đốc công nghệ David Swartz của Ripple đây thì nói là Ethereum đó giống như là chứng khoán hơn tại vì uh, David Swartz lập luận là Ethereum uh, lấy cái ví dụ giống như là công ty eBay đi thì uh, Ethereum cũng giống như là công ty eBay và những cái thợ đào đó cũng giống như là những cái cổ đông và họ muốn kiếm được lợi nhuận trên mạng lưới Thực ra lập luận của David Schwartz cũng không phải là đúng đâu các bạn thường cũng sẽ không có đi sâu vào lập luận của David Schwartz. cái mà thường muốn chia sẻ ở đây đó điều mà thường cảm thấy à, là có thể là David Schwartz đó, trong một lúc nóng giận đó, cho nên mới chia sẻ trên mạng nói là Ethereum đó giống như là một chứng khoán tại vì tiêu giống như một công ty và lập luận như thường mới vừa chia sẻ với các bạn là Ethereum đã giúp đỡ cho những cái thợ đào có thể kiếm được lợi nhuận cao trên mạng lưới nhưng mà thật ra các bạn không biết là Ethereum muốn chuyển qua Proof of Stake mà đâu có muốn tiếp tục ở lại đào đâu cho nên cũng không hoàn toàn đúng nhưng mà cái mà quan trọng hơn đó thường nghĩ là David Schwartz trong một phút nóng giận đã chia sẻ cái dòng thuyết này chứ thật ra nếu các bạn suy nghĩ lại đi cái Tình hình bây giờ đó là công ty Ripple đang ra tò với lại SEC và ra tò đã hơn một năm rồi, gần 2 năm rồi như các bạn đã biết. Và điều mà công ty Ripple đó đang nắm níu bây giờ và điều mà khiến cho công ty Ripple có lợi thế đó chính là lời phát biểu của giám đốc SEC, giám đốc Hinman à, cách đây thường nhớ khoảng chừng là năm 2019 á, lúc đó giám đốc Hinman trong một cái hội nghị đây tôi nhớ hội nghị của Yahoo Finance thì phải thì giám đốc Hinman đã tuyên bố đó là đối với lại ông ta đó thì Ethereum không phải là chứng khoán lúc đó bài báo nào cũng đăng là Ethereum đã, đã được SEC công nhận là không phải là chứng khoán và mãi cho đến ngày hôm nay đây SEC vẫn chưa có đưa ra một cái lập luận nào ngược lại với lập luận của giám đốc Hinman cho nên rất nhiều người tin tưởng Ethereum và Bitcoin không phải là chứng khoán tại vì SEC đã từng có nhiều quan chức nói là không phải là chứng khoán Và đây cũng là cái điểm mấu chốt của cái sự kiện giữa SEC và công ty Ripple hiện tại đòi pháp lý của công ty Ripple đó thì đang nắm níu cái việc là trước đây SEC đã ra quyết định là Ethereum không phải là chứng khoán thì dựa theo cái suy nghĩ gì, dựa theo lập luận gì, dựa theo những nghiên cứu gì những cái đó cần phải được giao ra để cho đội pháp lý của Ripple kiểm tra và họ sẽ dùng cái đó làm cái sườn để có thể lập luận là XRP, token XRP đó cũng giống như Ethereum trong nhiều điểm đó cho nên cũng không phải là chứng khoán và đây cũng là một cái điểm mà SEC đang yếu thế tại vì SEC không muốn giao ra cái văn bản đó và quan tòa đã kêu là phải giao ra nhưng mà bây giờ họ vẫn đang kéo dài cái vấn đề này nhưng mà nếu như mà David Schwartz lại nói Ethereum là chứng khoán thì chẳng khác gì David Swart, à, đã phá vỡ cái lập luận của đội pháp lý của Ripple. Cho nên tôi nghĩ là David Schwartz có thể là trong một phút nóng giận nào đó cho nên mới comment như vậy mà thôi. Chứ còn thật ra nếu như mà có ai đó chứng minh được Ethereum là chứng khoán đó, thì hoàn toàn không tốt với là Ripple. Và cái mà công ty Ripple mong muốn đó, là Ethereum không phải là chứng khoán. Cho nên XRP giống Ethereum về nhiều điểm đó và cũng không phải là chứng khoán Đó là suy nghĩ nhân của Thuận về cái sự kiện này Các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment bên dưới Và thật ra đó, những cái sự đấu đá lẫn nhau giữa Ethereum và Ripple đó Thì ai đúng ai sai thì cũng không sẽ nói tới trong video này như thường đã chia sẻ với các bạn Nhưng mà cái chúng ta muốn thấy đó là Nếu như các bạn thật sự muốn thị trường này ra phát triển mạnh mẽ, có lực rõ ràng Thì chúng ta nên mong muốn là công ty Ripple thắng cái sự kiện này mặc dù các bạn thích hay là không thích tầm XRP cũng không quan trọng tại vì chỉ có khi nào mà công ty Ripple thắng cái vụ kiện này với SEC đó, thì lúc đó SEC mới chịu chung bước mà thôi chứ còn bây giờ SEC đó cứ bắt nạt tất cả mọi người chỉ có tới Ripple đó thì họ có cái số tiền rất là lớn các bạn đã biết là công ty Ripple đó họ nói họ đã chi trả khoảng chừng là 100 triệu đô la trong cái vụ kiện này rồi nếu như mà công ty Ripple đã bỏ ra cả trăm triệu kéo dài cái vụ kiện này hơn một năm mà cuối cùng vẫn thua thì lần sau SEC kiện một cái dự án nào đó đó họ cũng sẽ nhanh chóng à, chấp nhận thua mà thôi tại vì những cái dự án khác chưa chắc là có thời gian và có cả trăm triệu đô la để có thể đi thư kiện với đề SEC như là công triple chúng ta thực sự muốn thấy là công triple thắng cái dự kiện này và đó cũng là điều mà thuận mong muốn ở đây và nói tới TVM đó thì các bạn thấy được là CME đó là cái sàn giao dịch uh, hợp đồng của Hoa Kỳ thì hiện bây giờ họ đã có giao dịch uh, hợp đồng futures hợp đồng tương lai đó của Ethereum nhưng mà họ nói họ chuẩn bị có thêm sản phẩm đó chính là hợp đồng option của Ethereum mỗi hợp đồng đó là sẽ có 50 Ethereum và họ ước tính là sẽ ra mắt vào ngày 12 tháng 9 đó là cái ngày ước tính mà thôi tại vì họ vẫn đang chờ đợi giấy phép để có thể đưa ra cái sản phẩm này vì sao họ lại muốn có thêm sản phẩm option option đó là quyền chọn có nghĩa là quyền được mua và quyền được bán nó khác với lại future là hợp đồng tương lai với lại cái quyền được mua và quyền được bán đó thì các bạn chỉ bỏ tiền ra mua hợp đồng mà thôi tới lúc mà các bạn đáo hạn đó thì các bạn có thể là bỏ hợp đồng nếu như mà không có lợi nhuận thì các bạn chỉ mất cái tiền mua hợp đồng mà thôi khác với lại futures futures là hợp đồng tương lai và lý do là tại vì có quá nhiều người thích giao dịch ethereum cái nhu cầu giao dịch đang tăng cao và có thể là đang tăng cao hơn nữa tại vì cái hiện tượng nợ mơ sắp sửa xảy ra một thông tin khác đã bật ngày hôm nay đó là thông tin liên quan đến kỳ cũng như là Thổ Nhĩ Kỳ. Thì trước hết á, có một câu hỏi mà tôi cũng nhận được từ nhiều bạn là cách đây khoảng chừng 2 tuần á, thì thường ít chia sẻ những thông tin à, liên quan tới on chain với các bạn. Thì một trong những lý do đó là tại vì à, các bạn đã biết là trước đây thường có một cái Telegram. Telegram đó đó là chỉ dành riêng cho thường chia sẻ những cái tín hiệu trực tiếp đến từ crypto CryptoCoin mà thôi. Rồi sau đó thường lại nhận được à, một cái... À, đề nghị của khoa là phải ngưng cái Telegram đó, tại vì à, họ nghĩ là làm như vậy đó là sẽ vi phạm luật sử dụng của uh, crypto khoa cũng như uh, là vi phạm bản quyền và vì lý do đó đó, nếu như mà thường muốn uh, tiếp tục chia sẻ những cái uh, biểu đồ on-chain đó thì thường nghĩ thường phải customize lại, phải uh, làm thêm thông tin gì đó à, để nó không phải là chia sẻ trực tiếp từ crypto khoan Thường vẫn đang suy nghĩ vấn đề này à, Thường biết là nhiều bạn cũng rất thích xem những tài liệu on-chain Thường sẽ cố gắng sắp xếp để mà chia sẻ với các bạn Nhưng mình sẽ khác khi xưa một chút Còn thông tin mình thường muốn nói tới đây đó là thông tin liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ như là nước Turkey thì Thổ Nhĩ Kỳ đó đã làm cho mọi người rất là sửng sốt khi mà hiện bây giờ đó phần trăm lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ là lên tới 80% nhưng mà không những là không tăng lãi suất mà ngược lại đó Thổ Nhĩ Kỳ đã ra quyết định là cắt lãi suất lãi suất bây giờ vẫn đang rất là cao từ 14% xuống còn 13% thì tôi nghĩ một nguyên lý do tại sao mà trong tình hình mà lạm phát cao vậy lại phải cắt giảm lãi suất tại vì nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn là không có ổn và nếu chúng ta nhìn vào cái đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đó thì chúng ta có thể thấy được là trong vòng 5 năm qua so sánh với đồng đô la đó thì đồng đô la liên tục tăng trưởng có nghĩa là đồng Turkish lira đó đồng lira mất giá rất là nhiều so với đồng đô la trong vòng uh, 5 năm qua chi tiết hơn nữa các bạn thấy được là uh, trong vòng từ đầu năm tới bây giờ mà thôi đó thì uh, đồng lira đã mất giá so với đồng đô la là 26% trong vòng 5 năm, đồng lira đã mất giá so với đồng đô la là tới 80% lượng. Các bạn có nghĩ là cái phần trăm lạm phát và cái sự mất giá kinh khủng cỡ nào ở nước uh, Kỳ hiện tại? Và cái một trang web đó chính là Trading Economics. Thì trong web này đã cũng có thống kê uh, những cái uh, phần trăm lạm phát trên uh, các quốc gia hiện bây giờ. Và đương nhiên đây là phần trăm lạm phát mà chính phủ công bố mà thôi. Các bạn có thể tin hay là không tin. Điều này là tùy mỗi bạn. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cái phần trăm lạm phát ở Kỳ đó nằm bên dưới này là các bạn sẽ thấy được là cái phần trăm lạm phát của Turkey đó tổng cộng à, là lên tới 79.6% dựa theo cái thống kê hồi tháng 7 mới đây. Và như bạn nói thường đó là chúng ta nhìn vào những quốc gia khác thì sao thì chúng ta có thể nhìn vào châu Á đi. Như bạn quan tâm đến như, như là Trung Quốc đó thì họ khai báo phần trăm lạm phát có 2.7 mà thôi. Cũng như là chúng ta nhìn vào Nhật Bản đi, Nhật Bản cũng là 2.6 mà thôi thì nhiều bạn cũng thắc mắc là nếu như mà Nhật Bản nó chỉ có 2.6% lạm phát thì tại sao mà đồng yen lại mất giá như vậy khi mà so sánh với là đồng đô la cũng như là Trung Quốc đó thì cái phần trăm lạm phát chỉ có 2.7% mà thôi thì có thật sự là gì hay là không và thật ra đó, cái kinh tế Trung Quốc bây giờ cũng không phải là ổn định lắm đâu nhất là liên quan đến bất động sản đó. Có thể nhiều bạn cũng đã xem nhiều thông tin nhưng mà khi mà có dịp tôi sẽ chia sẻ sơ qua về tình hình kinh tế của Trung Quốc tại vì bất động sản bây giờ đang rất là không ổn của Trung Quốc hiện tại và nhiều bạn cũng muốn biết là Việt Nam đó thì đang xếp hạng như thế nào thì để Hương chia sẻ với các bạn đó chính là dựa theo Trading Economics Việt Nam đó công bố hồi tháng 7 đã phần trăm lạm phát là 3.14 mà thôi các bạn sống Việt Nam thì bạn có thể comment bên dưới xem coi là các bạn có thấy con số này có chính xác hay không Thường thì tuy nhiên không biết rồi, thường đã có sống ở Việt Nam đâu Nhưng mà chúng ta sẽ nói tới thông tin kế tiếp là thông tin liên quan đến bất động sản của Hoa Kỳ Và chi tiết hơn đó là chúng ta thấy là có hai công ty liên quan đến bất động sản Thứ nhất đó là Home Depot và thứ hai là Lowe's đây là hai công ty có thể nghĩ là công ty cung cấp vật liệu đó giống như một cái siêu thị đó các bạn vào đó để các bạn mua những cái vật liệu để mà trang trí nhà, xây nhà thì đương nhiên đây là hai công ty liên quan đến bất động sản và hai công ty này đó cũng có cái thống kê quý 2 cũng rất là tốt. À, cả hai công ty này đó đều nói là tuy là quý 2 đó là tốt nhưng mà từ đây đến cuối năm đó thì có thể là sẽ không có nhiều quý 2 đâu tại vì họ thật sự cũng đã thấy bắt đầu có cái sự chậm lại những cái người mà thầu nhà để để xây nhà thì những công ty đó, đó họ cũng đã uh, bắt đầu chậm lại tuy là họ vẫn tiếp tục đi mua những cái uh, vật dụng để mà xây nhà nhưng mà có thể là họ buông hoàn tất những cái công trình mà đang dang dở chứ còn công trình mới có thể là họ sẽ chờ để xem tình hình như thế nào à, còn một điều khác nữa đó là sau khi mà chúng ta thấy được là cái giá nhà đó thì đã tăng lên rất là nhiều dựa theo thống kê này đó thì giá nhà ở Hoa Kỳ ước tính là trong vòng 2 năm qua đã tăng tới 40% có nghĩa là những người nào mà mua nhà đó thì họ cũng có được một cái phần lợi nhuận trong căn nhà và họ có thể là nhân cái lúc mà cái phần trăm lãi suất thấp họ refi, họ mượn lại và dùng số tiền đó để có thể là tu sửa nhà cho nên họ vẫn còn tiền để tiếp tục mua những cái vật dụng nhưng mà có thể là 6 tháng còn lại của năm nay đó sẽ chậm lại về những cái phần tiêu dùng đó, đó chính là cái uh, điều được đưa ra bởi Home Depot và Lowe's hiện tại và điều này đó thì cũng có một phần trùng khớp với lại cái uh, thông tin liên quan đến uh, cái số lượng nhà bán ở Hoa Kỳ. Thì dựa theo National Association of Realtors, nghĩa là hiệp hội môi giới bất động sản ở Hoa Kỳ, uh, thì cái số lượng nhà bán đó so với cái tháng trước đó đã giảm 6%, có nghĩa là tháng 7 so với tháng 6 đã giảm 6%, và nếu chúng ta lấy tháng 7 của năm nay so với tháng 7 của năm trước đó, đó là giảm tới 20%. Nhưng mà con số này đó cũng không có hẳn là nói lên được nhiều điều đâu tại các bạn. Tại vì à, những cái con số này đó là dựa theo à, cái số lượng nhà đã giao hợp đồng. À, những tháng trước đó có thể là tháng 5, tháng 6 thì à, tới tháng 7 họ mới hoàn tất hợp đồng à, mua bán nhà. Đây là cái à, dữ liệu mua bán nhà cũ mà thôi không phải là nhà mới. Thì à, có thể là không có hoàn toàn à, nói lên được tất cả. Tại vì các bạn đã nhớ là lãi suất tăng à, hồi tháng 5, tháng 6 rồi lại giảm tháng 7 thì có thể là tháng này tình hình nó sẽ đỡ hơn nhưng mà cái mà chúng ta thấy đây đó là những con số các bạn nghe nói tới đó chính là nhà bán chậm hơn chứ không có phải là nhà bán với cái giá rẻ hoa kỳ giá nhà hoa kỳ đó phần lớn bây giờ đó vẫn đang rất là mắc nói chung thì giá nhà cũng đang mềm hơn một chút nhưng mà cái sự đi xuống nó trung bình chỉ khoảng 5% phần trăm mà thôi tùy theo các bạn ở đâu nhất là quận cam này đó thì giá nhà vẫn đang rất là cao chưa có dấu hiệu suy giảm đáng kể hiện tại cho nên nếu như mà nói là chúng ta trông chờ khủng hoảng bất động sản hiện bây giờ thì vẫn chưa có dấu hiệu đó. Một phần là tại vì những người mà đi mua nhà đó trong thời gian này họ đã khác với lại cái thời điểm của năm 2007, 2006 mà dẫn đến khủng hoảng của năm 2008. Lúc đó đó là mọi người họ đi mua nhưng mà thật ra khả năng của họ không có đủ trả tiền nhà. Cho nên khi mà có bất cứ một vấn đề gì đó giá nhà giảm xuống hay là họ nghĩ là có thể bán được trong vòng 3 tháng nhưng mà cuối cùng không bán được phải chờ tới 6 tháng thì dẫn đến là họ không có tiếp tục duy trì trả tiền nhà được dẫn đến là ngân hàng niêm phong nhà đó là cái thời điểm của năm 2008 khác với bây giờ và phần trăm doanh nghiệp bây giờ vẫn đang thực sự là rất thấp hiện tại Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin98. Với Coin98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin98 Extension và Coin98 Super App. chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay tôi sẽ chuyển qua để mà chia sẻ về một cổ phiếu đó chính là Bed Bath Beyond thì Bed Bath Beyond là gì đây là một cái siêu thị mà chúng ta cũng đã từng nói tới trên channel này thì các bạn đã thấy được là đóng cửa ngày hôm nay đó thì chứng khoán của Bed Bath Beyond đã giảm 19.6% và các bạn thấy được là sau khi đóng cửa đó cổ phiếu của Bed Bath Beyond lại giảm 44.64% Chúng ta có thể nhìn thấy được là trong vòng 5 ngày qua đó thì cổ phiếu đã tăng lên rồi sau đó lại giảm xuống rất là mạnh cái bạn này được là bây giờ chỉ còn có 10 đô mà thôi đây là cái biểu đồ mà chưa có điều chỉnh lại ngày mai khi mở cửa đó các bạn thấy được là nó sẽ điều chỉnh đi xuống sâu hơn nữa tại vì biểu đồ này vẫn đang cho thấy là 18 đô khi mà đóng cửa nhưng mà ngày mai sẽ điều chỉnh lại với cái mức là chỉ còn có 10 đô mà thôi nếu như mở cửa ở, ở cái con số này thì tại sao cổ phiếu này lại đi xuống mạnh như vậy một cổ phiếu trên sàn Nasdaq có thể xuống 44% sau khi đóng cửa mà trong khi đó trong ngày đã xuống 19% rồi thì một trong những lý do đó là các bạn đã nhớ là một trong những công ty đầu tư được dẫn đầu bởi Rand Cohen là RC Ventures thì hôm qua nói là họ có ý định là bán hết tất cả cổ phiếu Bad Penny Bond của mình thì bây giờ ra họ đã chính thức xác nhận là họ không còn lưu trữ bất cứ một cổ phiếu nào hết Điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây với các bạn đó Các bạn đã nhớ là cái đây khoảng chừng là một tuần hay là 5 ngày gì đó đó Mọi người ở trên Reddit hô hào nói là chúng ta sẽ cùng nhau Để mà đẩy giá cổ phiếu này lên để có thể thanh lý những lệnh short Hiện tượng short squeeze và dạy cho những cái công ty mà đang short một bài học Giống như là chúng ta thấy được sự kiện của GME của năm ngoái gì đó Cổ phiếu của GameStop À, và đương nhiên cổ phiếu này cũng đã tăng lên nhưng mà các bạn thấy được là rất là nguy hiểm Tại vì các bạn ùa theo những cái nhóm này đó Cái mà các bạn không biết được là có thực sự là những nhóm này có ý định đẩy lên hay không Và khi mà thực sự giá tăng rồi không lẽ những người này không chút lời Khi mà họ chút lời mà các bạn đi theo sau đuôi đó thì các bạn sẽ bị dính ngay lập tức Thứ nhì nữa là các bạn làm sao biết được là trong cái nhóm người Reddit đó đó Các bạn đều biết ai là ai đâu Có phải là có một ai đó đó cố tình thúc đẩy mọi người đẩy giá của cổ phiếu này lên để cho họ xả hạn hay là không? các bạn thì được là đương nhiên chúng ta không biết được nội tình ra sao nhưng mà các bạn thì được là sau khi cổ phiếu tăng thì Rand hàng đã nhanh chóng bán hết tất cả cổ phiếu Bad Billion trong tay của mình dẫn đến giá cổ phiếu giảm rất là trầm trọng như các bạn nhìn thấy trên màn hình. những người nào mà theo sau uh, trong thời gian mấy ngày qua đó thì có thể là sẽ bị dính, có thể là mua ở mức cao như là 20 đô, 26 uh, đô, vân vân thuận thì không tham gia những phong trào này cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu hơn một chút mà thôi. Còn về Celsius thì hôm nay cũng có thêm một thông tin. Các bạn đã nhớ là ở Canada đó thì có một cái quỹ về hưu, cái quỹ này đó cũng đã tham gia đầu tư vào crypto nhưng mà họ lại lựa chọn đầu tư vào công ty Celsius. Tổng cộng đó là họ lựa chọn đầu tư 150 triệu và công ty Celsius các bạn đã biết là chuyện gì rồi. thì bây giờ đó công ty Lương hưu của Canada à, là công ty CDPQ đó, thì công ty này à, họ nói là họ không có muốn chờ đợi nữa tại vì bây giờ đối với họ đó, số tiền này có thể là không có khả năng thấy nữa và trên cái giấy tờ kế toán họ sẽ xóa sổ cái số tiền 150 triệu này, nếu lấy được thì tốt nhưng mà bây giờ họ không có nhiều hy vọng. Và điều này cũng rất là đáng tiếc, các bạn đã biết đó là một trong những cái lý do tại sao mà cái chứng khoán của Hoa Kỳ đó bền vững lâu dài là tại vì chúng ta có những cái quỹ về hưu như là quỹ 401k hay là chúng ta có cái quỹ pension những cái quỹ như thế này đó thì họ có số tiền vào liên tục giống như các bạn thấy được là đây là những cái quỹ mà họ có tiền trung bình giá dài hạn và trung bình giá hoài hoài luôn tại vì cái số tiền mà họ có là từ người ta đi làm giống như là thuận đi làm thì thuận sẽ trích ra một cái phần tiền phần tiền đó đó là đưa vào cái quỹ 401k và họ sẽ mua những cái cổ phiếu hay là họ mua những cái quỹ đầu tư như là thuận mong muốn thì đương nhiên đây là cái số tiền mà trung bình giá dài hạn lúc nào người ta cũng đi làm và tiếp tục góp vào cho nên chúng ta muốn thấy cái số tiền này đó một phần đi vào thị trường crypto để cho hỗ trợ giá vững chắc hơn nhưng mà đáng tiếc đó là các bạn thấy là chúng ta có những sự kiện như là Celsius thì điều mà thường rút ra kinh nghiệm ở đây đó trước đây thường nghĩ là có thể là đầu tư vào những công ty chứng khoán liên quan đến crypto như là chúng ta đầu tư vào công ty Coinbase thì có thể là có khả năng lợi nhuận cao hơn là đầu tư trực tiếp mà thu mua crypto như là Bitcoin và Ethereum lý do thường nghĩ trước đây ra tại vì nếu như mà giá của BTC tăng thì đương nhiên công ty sẽ làm ăn được thì đương nhiên họ sẽ có cái sự tăng giá trong cổ phiếu nhưng mà ngược lại nếu như mà Bitcoin đi xuống thì công ty này ít ra họ cũng có thu nhập cho nên họ cũng có thể là bù đắp lại cái phần lỗ đó nhưng mà thật ra không có đúng các bạn thấy được là cuối cùng vẫn cho thấy được là các bạn lưu trữ trực tiếp crypto đó thì có lợi nhuận tốt hơn và có sự bền vẫn lâu hơn như là các bạn thấy được nếu như mà quỹ đầu tư này vẫn đang lưu trữ bitcoin ethereum thì họ đâu có làm năm nổi này đâu nhưng mà đáng tiếc điều này đã xảy ra và hy vọng đây không phải là một cái sự kiện mà khiến cho những cái quỹ đầu tư lương hưu khác à, họ ngần ngại và không muốn vào thị trường này chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan đến tether thì thông tin này đó là công ty tether họ sẽ thay đổi cái công ty kế toán cái bạn đã biết là tether thì dựa theo cái thỏa thuận với lại tiểu bang new york sau khi mà họ đã thu kiện đó thì tiểu bang new york đã nói là mỗi một quý mỗi ba tháng công ty tether phải cung cấp giấy tờ kiểm toán để chứng minh là họ có cái số tiền để mà đảm bảo giá trị của một đồng tether là một đô la À, điều này nhiều bạn cũng đã biết rồi Nhưng mà điều mà nhiều bạn cũng chỉ ra được đó Chính là mỗi một quý đó Thì thay đổi đúng là công bố tài liệu kiểm toán nhưng mà nó từ những cái công ty nào rất là xa xôi những công ty kiểm toán mà không ai nghe nó tới tới hết những công ty kiểm toán mà nó nằm ở trong những cái quần đảo mà không ai uh, biết đến nhiều nhưng mà cuối cùng đó thì uh, Tether cũng đã quyết định họ sử dụng một công ty công ty này thường cũng không biết là công ty này lớn như thế nào tại vì các bạn biết là bản thân thường cũng uh, đã từng làm việc cho KPMG một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất toàn cầu hiện bây giờ À, thì họ không có dùng những công ty như là Deloitte, KPMG, EY hay là PwC mà họ lại sử dụng một công ty có tên là BDO Italia Tôi không có sống ở Italy cho nên tôi cũng không có biết được là công ty này thật sự là có tiếng tâm và tốt hay là không tốt Nhưng mà nào mà sống ở châu Âu biết về công ty kiểm toán BDO Italia này thì các bạn hãy comment ở bên, bên dưới theo đơn hiểu đó thì đây là một công ty ở Ý và công ty này đó là nằm ngay đây nằm ngay milan và nếu như mà thùng zoom ra ra các bạn thấy được là nó nằm bên trên này đây là nước ý italy ý nằm ở đây nó nằm gần switzerland và bên dưới này là monaco và hy vọng đây là một công ty mà nó có tên tuổi hơn mọi người có lòng tin nhiều hơn là những cái công ty nằm ở những quần đảo mà ít ai biết đến và hy vọng là tether có thể là cho mọi người một cái lòng tin hơn tại vì bây giờ câu hỏi vẫn là tether có thực sự có cái số tiền để hỗ trợ một đô la hay là không một thông tin không được tốt lắm à, liên quan đến Cardano à, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến Cardano hiện tại chỉ ảnh hưởng đến cái ngày mà sẽ có cập nhật 3 số mà thôi thì mặc dù chúng ta nhận được rất nhiều những cái à, sự an ủi và à, những cái sự quyết tâm là chúng ta sẽ có 3 số sớm cứ như cập nhật kế tiếp của Cardano đến từ đội của Cardano mà nhất là đến từ Joe Hutchinson Chúng ta hôm nay nhận được một thông tin đến từ Adam Dean Adam Dean là ai? Adam Dean là một trong những developer của Cardano à, Thì nói là cái phiên bản thử nghiệm testnet đã gặp một cái sự cố cũng khá là nặng à, Cho nên hiện bây giờ đó là phải bắt đầu lại với mọi, lên lại hai cái phiên bản testnet khác Nhưng mà hai phiên bản này đó là không có, có số lock trên đó cho nên có thể là bị trì hoãn Chúng ta không biết được là điều này sẽ khiến cho cái cập nhật ba số trì hoãn bao nhiêu lâu Tại vì bây giờ chúng ta vẫn chưa có cái ngày kính chính thức nhưng mà chúng ta biết ở đây đó là cái lỗi này ảnh hưởng đến cái mạng lưới testnet của Cardano mà thôi không ảnh hưởng đến mạng lưới thực tế bây giờ và chỉ ảnh hưởng đến là cái ngày mà có cập nhật Harford Vaso khi mà có thông tin thì sẽ chia sẻ với các bạn cũng là trên Twitter đó chúng ta thấy được là Brian Armstrong là CEO của Coinbase thì đã trả lời một câu hỏi câu hỏi đó là liên quan đến là sau này khi mà Ethereum đã hoàn toàn chuyển qua thành Proof of Stake và có một quốc gia nào đó, một chính phủ tới Coinbase hay là tới Kraken hay là tới những công ty mà tham gia vào staking đó và họ nói là hãy dùng cái máy nô của, của công ty à, dùng cái máy nô của công ty để lóc một số những cái giao dịch thì những công ty này đó có tuân theo hay là không thì Coinbase nói bên dưới này đó, Brian Armstrong nói là nếu như mà ngày đó xảy ra thì họ sẽ chấp nhận là không tham gia vào stake Ethereum nữa hơn là họ chấp nhận tuân theo cái luật họ không thể nào làm trái được được nhưng mà họ sẽ quyết định là họ ngưng không có tiếp tục tham gia staking cho dù là staking có lợi nhuận họ cũng sẽ quyết định là không có tham gia vào những cái sự kiện như thế này làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty ít ra đó là chia sẻ bởi Brian Armstrong và những thông tin nhỏ khác chúng ta có một cái mạng lưới là Seller Network thì đây là một cái mạng lưới mà có một cái cầu, một cái bridge có tên là Sea Bridge Thì cái cầu này đó là một cầu mà kết nối à, giữa những cái mạng khác nhau như là Ethereum, Polygon, Avalanche, BNB, Smart Chain, Arbitrum, Asta, Agora Thì những cái cầu này đó nó rất là tiện lợi Các bạn cũng đã biết rồi các bạn có thể là dùng những cầu này để mà di chuyển từ mạng này mạng kia nhưng mà những cái nơi này đó là những nơi mà dễ bị tấn công và thật ra đó cả năm nay và năm ngoái chúng ta thấy được là À, phần lớn nhưng vụ tấn công lớn đó, là tấn công vào những cái cầu này, chúng ta hầu như ít nghe nói tới những sàn nào bị hack, giống như là thời điểm của vài năm trước. Cả năm nay chúng ta được là những cái diệu tấn công lớn đó, toàn là đến từ những cái cầu, giống như chúng ta nói tới là Ronin Bridge, à, chúng ta nói tới là cái cầu của Nomad, chúng ta cũng nghe nói tới cầu của Harmony, bây giờ là cầu của Stellar Network Seabridge. Thì Thuận cũng không có rành về cái cầu này, Thuận cũng không có sử dụng Satellite Network Cái mà Thuận muốn chia sẻ đại bàn là các bạn cũng nên uh, cẩn thận Tại vì cái mà họ đang uh, nghĩ đã xảy ra đó chính là bị uh, đánh cắp cái DNS của họ Nghĩa là cái tên miền của họ Và bây giờ họ khuyến khích từ những ai mà sử dụng cái Seabridge này đó Thì uh, nên vào trong cái địa chỉ ví và lấy lại cái sự chấp thuận uh, những cái uh, hợp đồng thông minh Khi mà có thêm thông tin sẽ chia sẻ với các bạn và những cái bridge này đó, thật ra đây là những cái mạng lưới riêng Hy vọng là cái sự kiện này không ảnh hưởng nhiều đến những bạn nào mà xem kênh như Thuần Capital Một thông tin khác nữa đó là thông tin đến từ Hàn Quốc Thì Hàn Quốc đó, đột nhiên là không cho những cái sàn giao dịch hoạt động Tổng cộng là có 16 sàn à, Trong đó chúng ta có KuCoin, Poloniex, Vimex vân vân Thì lý do tại sao? Lý do họ nói là những sàn này đã cần phải đăng ký với lại chính phủ Hàn Quốc Mới có thể tiếp tục hoạt động và đăng ký ra sao có tốn tiền hay là tốn thời gian bao nhiêu chúng ta bây giờ vẫn chưa có biết nhưng mà những sàn này thường nghĩ là sẽ đương nhiên đăng ký rồi nhưng mà khó khăn hay không thì chúng ta chờ thêm thông tin mà thôi và họ nói là họ đã có cái luật là những cái sàn hoạt động ở Hàn Quốc là cần phải đăng ký nếu như không đó, thì có thể là bị phạt 5 năm tù và có thể bị phạt 37.000 đô cũng như là bị cấm không cho đăng ký đó là thông tin đến từ Hàn Quốc Và thông tin cuối cùng đó là có thể nhiều bạn thấy cái tài liệu liên quan đến một cái công ty đào BTC ở Trung Quốc hiện tại Đó chính là Canaan công ty này đó Họ đã thông báo là họ đào BTC uh, trong quý 2 này đó đã có lời chứ không phải là lỗ Những quý trước đây đó thì họ cũng gặp một số những vấn đề tại vì giá BTC đi xuống nhưng mà quý 2 là đang có lời Nhưng mà cái điều mà nhiều bạn thắc mắc hơn đó là tại sao Trung Quốc vẫn có công ty đào À, như vậy thì thật ra đó các bạn đã biết là cái việc mà cấm đào BTC đó lúc đó thường này chia sẻ là những cái nơi lớn đào BTC đó thì bị cấm giống như là tứ xuyên mà thôi nhưng mà họ cấm theo dùng chứ không phải là cấm nguyên toàn quốc có thể là công này nằm ở một cái dùng mà có thể tiếp tục hoạt động có bàn hoạt động nhưng mà những dùng lớn như là tứ xuyên đó thì đã hoàn toàn ngưng hoạt động rồi đó là cái sự biết của thần liên quan đến sự kiện này và đây là tất cả những thông tin mà muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay ngày mai đó thì uh, là cuối tuần ở hoa kỳ ngày mai là thứ sáu thì tối thứ sáu có thể thùng bận một số công việc tôi sẽ cố gắng chia sẻ video với các bạn nhưng mà nếu như không thì tôi sẽ các bạn trong cái video kế tiếp mà như mình nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần Capital thì cái bấm vào cái link ở mình bên dưới cái video này để tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% và một số những điều khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình và một lần nữa thuận cơm với các bạn